Như Nguyễn xin chào quý vị và các bạn trở lại kênh sống đàn Như Nguyễn nha. Như Nguyễn rất vui khi gặp lại mọi người. Thì hôm nay Như Nguyễn test cái đờn thùng thấm lõm, cái này gỗ điệp mặt thông ha, nó lắp eo quý dơ. Thì cái này gửi về cho anh Lạc ở Lâm Đồng, thì cái này có giá là 2,3 triệu. Nếu quý anh em mình có nhu cầu thì ủng hộ Như Nguyễn qua số điện thoại là 0987994759. Mọi người nhớ đi ngang, nhớ cho Duyên xin một like và đăng ký kênh ủng hộ Duy Nguyễn nha. Rồi Duy Nguyễn mời cả nhà mình cùng tham khảo về phần âm sắc. Rồi Duy Nguyễn tiếng mộc trước nha. Tiếng khá đẹp ha. Rồi giờ Duy Nguyễn cho lên thằng EQ ha. EQ dâng lên để mức 50 đi ha. 50 trung bình thấp. Rồi. Cảm ơn quý anh em mình đã theo dõi Duy Nguyễn tết đàn nha. Thì Duy Nguyễn nhắc lại là cái đàn này có giá là 2,3 triệu, có lắp EQ nha cả nhà. Thì quý anh em mình có nhu cầu thì ủng hộ Duy Nguyễn nha. Số điện thoại Duy Nguyễn là 0987994759. Duy Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý anh em mình video tiếp theo nha.